Rồi ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình à, Khuyển dạ xoa truyền kỳ Con game này à, hôm nay thì mình sẽ thử đi uh, roll nhân vật Thử đi uh, x10 nhân vật xem là cái tỉ lệ ra nhân vật trong cái tựa game này nó sẽ như thế nào nhá Đây là một cái con game uh, có bản quyền uh, đến từ nhà phát hành Soha Game Mua đứt cái tựa game này với bản quyền uh, Iluya Sai em ạ Rồi ok, chúng ta sẽ cùng uh, tiến hành đi quay x10 luôn em nha uh, Cầu nguyện của cái tựa game này ở cái tựa game này có cái hay ở cái chỗ là những cái người mới ấy, thì nó sẽ có cái phần đó là tiến hành thêm 9 lần cầu nguyện cao nhận đầu hành SR. Có nghĩa là anh em chỉ cần quay một lần x10 lần đầu thôi là chúng ta sẽ có được một msr nha. Khá là ngon cho anh em luôn, mình sẽ roll thường một lần xem thế nào. Còn game này thì nó quá chất lượng rồi anh em ạ. Game này quá chất lượng luôn những cái bản quyền alimea ở việt nam mua về từ các cái nhà phát hành ở bên thị trường nước ngoài thì nó khá là ít con game này là một trong số những cái ít đó và một cái con game nữa của nhà phát hành vng đó là one Perth Man thì cũng đã được mua bản quyền chính thức em ơi rồi ron uh, luôn thử một lần x 10 xem là nó có đúng theo cái uh, nó ghi ở trên đây hay không em nhé. nha uh, chắc chắn là sẽ có một lần uh, chắc chắn sẽ có một em uh, SR rồi chắc chắn là sẽ có em ạ không có thì chắc là nó bịp thôi chứ còn không có là không được rồi anh em ơi nhiều anh em chia sẻ ở trên cái cộng đồng rôn ra được đến 3 hay là bốn msr đấy báo miêu tứ nhân điểm nha ra được một em báo miêu tứ nhân hên thì được hai hoặc ba không hên thì được khoảng tầm một thôi anh em ạ ơ ôi giờ được có mỗi em thôi anh em ơi được có một em duy nhất À, bây giờ thì chúng ta sẽ rôn thêm 29 lần nữa thì sẽ nhận được một cái đồng hành SR ER tiếp. Đấy là còn tùy nhá. Ví dụ như trong số 29 lần này mà ví dụ như là quay khoảng tầm 10 lần tiếp theo mà nó được một sr ER nữa thì nó lại có ngon. Cái này còn tùy vào nhân phẩm của anh em. À, tiếp tục thì mình sẽ đi rôn một lần x10 nữa để mà xem thế nào nha. Không biết là nó có được SR ER nào hay không hay là rồi có SR ER, vậy là chắc không có SR ER rồi. Có SR ER là không có SR. ER cái này thì nó sẽ có cái um, kiểu uh, chắc chắn rồi lúc đầu chắc chắn là sẽ có một r rồi nó dạng kiểu là phiếu đảm bảo của chúng ta ấy ui giời giật cá mình tưởng SR lại được một em SR em ạ ờ hai ui rồi rồi ba SR luôn à ba SR em ơi nhầm này ba SR mình còn khoảng tầm hai mươi lần nữa 20 lần nữa là sẽ có được một MSR tiếp theo à, Số lần cầu nguyện này Ôi dồi ôi Cho cho ít thế à, Ôi giời Quá ít so với cái số lượng quay x10 à, Chúng ta sẽ có thêm cái phần quà gì ở đây À Cũng có nhiều ấy chứ nhỉ Ok Ở đây là gói đổi hạn giờ thì bỏ qua đi ba gói luôn này Level Rồi Game này thì quà nó cũng khá là nhiều. Tu hành. Ở đây xem nào, ờ, cầu nguyện này thì còn được mấy vé được có 3 vé thôi. Được có 3 vé thôi anh em ơi. À, và đây là cái đồng hành của chúng ta, một uh, SR và thêm được 3 SR. Mình sẽ nâng cấp cho SR này nha. Mình sẽ nâng cấp uh, Mắc nó lên, hiện tại có thể là đi ải cho nó dễ anh em ạ. Tăng bậc này, tăng bậc này. Quét nhanh này. Ok Quét như này thì chúng ta sẽ mở thêm À có phó bản tiếng Anh rồi Cái này thì mình phải nâng cấp xíu để mà vào Cho anh em xem trận đấu Phải nâng cấp nhanh ấy đã Lại có thêm một cái gì mới Rồi dạng kiểu ải hàng ngày đây Đồng hành để chúng ta tiếp tục nâng cấp lên nha Luyện này À tăng cấp thì chúng ta phải nâng cấp nó lên đã sau bắt đầu thì chúng ta mới có thể là áp dụng vào cái trang bị của chúng ta được. À, tăng sao anh da. Có đủ không? Có đủ không? Đủ đẹp ý chứ. Ôi vậy là hai 2... vậy là chúng ta sẽ tốn thêm 2 SR à 2 SR kèm theo đó là đến 6 R. Wow. Quá dữ. Để chúng ta có thể là lên được sao em ạ. À, kích hoạt. Rồi. Tạm thời là nâng cấp nhiều vào uh, SR đã anh em ơi Sau đó thì chúng ta sẽ đến với SR sau em ạ Bây giờ thì um, Thử đi bem anh em nha uh, Thử đi bem thử xem sao Có quà gì mới không cần đâu Chúng ta sẽ đi uh, uh, Thế giới này Sau đó thì uh, đi ải tiếp em nhé Mình sẽ đánh lại cái ải cũ khi mà mình vẫn chưa được uh, Chúng ta sẽ cho đội hình mới lên trận Thay thế toàn bộ Một 2 3 4. Rồi. 4 nhà, sau đó thì bem luôn. Một trận đấu của chúng ta thì tối đa sẽ có 4 nhân vật lên trận. Phun được 4 SR thì chiến đấu nó rất là nhanh. Đó, Ui. Dễ để Đấy. Con game này thực sự là đồ họa nó rất là đẳng cấp luôn chứ không phải là dạng bình thường một tí nào cả. Game sẽ chiến đấu theo kiểu màn hình ngang em nhá các nhân vật của chúng ta sẽ đi từ bên trái sang bên phải sau đó thì sẽ chiến đấu nó dạng kiểu game nhập vai nó dạng như kiểu game thẻ tướng đó nhập vai thẻ tướng em ạ nhập vai hành động thẻ tướng và game này ra mắt chính thức tại trường việt nam chúng ta chắc chắn là sẽ rất là ngon và mình cũng sẽ có nhiều những cái video về con game này nếu mà anh em nào yêu thích cái tựa game này có thể là, là đăng ký kênh ấn chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất là từ kênh game về cái tựa game này nhá Game đồ họa đẹp như này, bản quyền chính thống như này, tội gì không quất anh em ơi. Rồi. boss thì máu tụt như quần, có R cái nó khác bọt ngay anh em ạ. Nhiều anh em nhân phẩm rất là ngon. Nhân phẩm ở cái bàn uh, Beta này thì nó không ăn thua cho lắm. Đây cái 30 này ở à, đây nó có phần thành tựu chính này. Chúng ta nhận được 30 mảnh của Iluyasa uh, Iluisa này sau đó thì nếu mà chúng ta hoàn thành được 120 sao này chúng ta có thêm 5 được cái phù linh để mà đi uh, quay x10 nhân vật nha phúc lợi lại thưởng online ở đây uh, sao nào uh, vừa lại trong phần tối đồng hành chúng ta sẽ ghép lại và được uh, Iluyasa SR ở đây thì mình có một thêm được một em uh, Iluisa SR khác nữa và chúng ta có thể là tăng sao lên được em ạ tăng sao vậy là có hai 2 SR này. Sau đó thì sẽ có 1 2 3 4 5. À nhầm mới chỉ có 5 thôi anh em ạ. Mới chỉ có 5 thôi, 2 4 5. Tiếc ghê nhỉ. Vậy là bỏ em này ra. À, vậy là có 6 hết chưa? Nhưng mà em này giờ bỏ ra kiểu gì? Bây giờ thì bỏ ra kiểu gì đây? Tức tỉnh à? Đừng bảo là có thể là r lên SR các thứ vân vân nhỉ. 13 14. Ồ oh, bây giờ em bỏ em này ra kiểu gì nhỉ? Bỏ em này ra kiểu gì để mà có thể là sử dụng em này nâng uh, cấp sao lên cho em SR. Dưỡng này, thức tỉnh tứ hồn. À, mình phải bỏ cái tứ hồn của em uh, bỏ uh, tứ hồn này nó đã, đã. Đồng hành. Em này, sau đó thì ở đây là sẽ có cái tứ hồn và mình sẽ bỏ hết toàn bộ cái tứ hồn ra để mà dồn cho em kia. Gỡ, gỡ, gỡ này, gỡ, dồn vào cho S, R À đây rồi, 1, 2, 3, 4, 5 1 này À còn um, 2 này, ôi đây có 4 cơ mà Hay là nó phải theo, à ai dạ, rồi Ở đây thì nó sẽ là kỹ Ở đây nó sẽ là kỹ em nha Và chúng ta sẽ cần phải có kỹ để mà nâng cấp À cũng không phải cũng không phải anh em ạ sao nó lại thiếu nhỉ ở đây có một có hai có ba có bốn có năm có sáu nhân vật ở đây mà sao lại như thế được nhỉ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng à, à, ép lại cái tứ hồn ép lại tứ hồn cho nhân vật này ở đây à, em báo mưu tứ nhân này là kỳ nhưng mà sao để mà các cái vật, à, các cái nhân vật để mà dồn mà nâng cấp cho em này thì toàn là hoang nhỉ? sao lại thế nhỉ? con game này mới ra mắt nên nó sẽ còn khá là nhiều những cái thứ mà chúng ta cần quan tâm để mà có thể là rồi kỳ kỳ sẽ hạnh hạnh hoang hỏa cái này kiểu khắc khắc chế khắc chế tứ hồn. ok đấy rồi và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về cái tựa game này mình uh, sử dụng 20 vé roll thử uh, x10 cái tựa game này xem nhân vật ra như thế nào. Và con game này thì uh, chắc chắn là quay x10 lần đầu nó sẽ cho anh em một uh, SR rồi. Đó, con game này nó khá là ok nha Sau khi mà anh em xem video này thì có suy nghĩ gì về cái tựa game trên? Có ok hay không về tạo hình nhân vật kèm đó là hiệu ứng kỹ năng. Hãy comment bên dưới giúp mình nha Còn bây giờ thì chúc anh em chơi tựa game này vui vẻ và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye.